năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Hình ảnh bà cố ôm lấy cổ quan tài của con thật khiến mọi người chạnh lòng, đau đớn. Những giọt nước mắt mà bà cố Maria đã đổ ra khi mất 2/4 người con nhỏ do bệnh tật, rồi người chồng mất ở tuổi 33, và bây giờ linh mục Phêrô cũng mất ở tuổi 33. Từ đó, trong vai trò chủ chăn của giáo phận, lần nữa Đức Cha xin chân thành phân ưu cùng bà cố Maria tan quyến. Trong những ngày qua, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng, sững sờ khi nghe tin cha Phêrô Nguyễn Quý Khôi đã an nghỉ trong Chúa hôm 19 tháng 11 năm 2022, khi tuổi đời chỉ mới 33, cùng với 13 tháng linh mục. Sáng hôm 23 tháng 11 năm 2022, đông đảo mọi thành phần dân Chúa đã tề tụ nơi nhà thờ chính tòa, là giáo xứ mà cha Phêrô đang mục vụ với vai trò phụ tá, để hiệp dân thánh lễ an táng cho ngài. Thánh lễ kết thúc, linh cữu cha Phêrô được di quan đến phần huyệt tại nghĩa trang các linh mục giáo xứ An Ngãi. Khi cổ quan tài của cha từ từ hạ xuống, lạnh lùng đi vào lòng đất mẹ, những cánh hoa hồng trắng lặng lẽ rơi, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt những người thân yêu và của cả giáo dân của cha. Nỗi xúc động bùi ngùi đã không còn kiềm chế được nữa. Hình ảnh người mẹ ôm lấy cổ quan tài của con thật khiến mọi người chạnh lòng, đau đớn. Ai ai cũng thương tiếc cha. Giọt nước mắt đã không còn cầm cự được nữa. Cha đã về với Chúa. Giọt nước mắt không chỉ tới từ những người thân trong gia đình, mà còn từ những ai đã gặp gỡ, làm việc, trò chuyện với cha. Đó là người cha thiêng liêng hôm nay chủ sự nghi thức hạ quyệt cho người con yêu dấu, là người linh mục đồng môn thuộc giáo phận Đà Nẵng, là những người bạn cha đã gặp trên chặng đường dương thế. Đoàn người dài nán lại để đưa tiễn cha. Trời mưa lâm râm như nói thay cho nỗi buồn của bao người. Trong lòng người cũng đang trào lên những nỗi buồn khó phai. Chào cha, chúng con ra về. Cha ở lại nơi lòng đất mẹ an yên. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con luôn biết sống theo gương cha hiền. Xin được cùng cha tạ ơn Chúa vì cuối cùng, sau một chặng đường hơn 15 năm dấn thân trong sứ mạng ơn gọi của mình, cha cũng đã về cùng Chúa. Xin cho linh hồn cha Phêrô được an bình yên nghỉ muôn đời trong Chúa. Nguyện xin Chúa cha là đứng giàu lòng thương xót, tha thứ những lỗi lầm khi còn sống, và cho cha và đưa cha vào hưởng sự sống đời đời với ngài, nơi mà bệnh tật và sự chết không còn tồn tại nữa. Và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn cha Phêrô. Với sự thấu cảm của mình, Đức cha Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về những giọt nước mắt mà bà cố Maria đã đổ ra khi mất 2/4 người con nhỏ do bệnh tật, rồi người chồng mất ở tuổi 33, và bây giờ cha Phêrô cũng mất ở tuổi 33. Từ đó, trong vai trò chủ chăn của giáo phận, lần nữa, ngài xin chân thành phân ưu cùng bà cố Maria, tan quyến, gia đình linh tông huyết tộc, linh mục đoàn và cộng đoàn giáo xứ chính tòa nơi cha đang phục vụ. Xin Chúa ban cho bà cố và tất cả mọi người ơn an ủi, và nếu có những giọt nước mắt tiếc thương, xin hãy biến thành nước mắt của niềm hy vọng và quyền năng tình yêu thương của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa tình yêu tha thứ những lỗi lầm vô tình trong khi phục vụ mà cha khó tránh khỏi, để nhận được lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn cha Phêrô vào chốn thiên đàng.